bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với hệ thống Hiếu Thành Phát. Thì hôm nay là Liễu đã quay trở lại và review cho chúng ta về ba em xe đặc biệt ở cửa hàng của Liễu ha. Thì với tín đồ của Hyperbon á, thì các bạn, nhiều bạn là đang phân vân là không biết là nên chọn cho mình là em Sonic, Sachia hay là Rider, bởi vì ba em đó đều là dòng Hyperbon. Thì hôm nay Liễu sẽ tư vấn và nói lên những ưu điểm của những em đó cho chúng ta cùng nhau tham khảo, để chúng ta có một sự lựa chọn đúng đắn ha, vừa với phù hợp với chúng ta ha. Đầu tiên Liễu sẽ nói cho chúng ta về em Sachi này. Em Sachi này trước đi ha. Thì như các bạn cũng biết, đã biết rồi, Sachi được mệnh danh là bá chủ của đường đua. Cái thứ nhất là do là tốc độ của em nó nhanh. Cái thứ hai là do là trọng lượng của em này là rất là nhẹ, cho nên là em này là gọn gàng. Nhìn em này khá là gọn gàng và luồn lách được trong những không gian chật hẹp như là chợ búa này, hoặc là mấy cái khu hẻm, thì em này luồn lách rất là nhanh. Bởi vì bánh xe rồi mọi thứ đều rất là nhỏ và nhỏ gọn ha. Đây, để các bạn có thể quan sát em này. Thì hiện tại là Sachi bên Liễu còn rất là nhiều màu, thì Liễu chỉ nói Sachi nói chung thôi. Còn các bạn muốn tham khảo gì màu nữa thì có thể inbox cho Liễu. Liễu sẽ chụp ảnh của mẫu xe bên Liễu để gửi cho chúng ta cùng nhau tham khảo về tất cả các mẫu xe bên Liễu ha. Và Liễu cũng nói luôn một điều nữa, đó chính là bên Liễu có hỗ trợ ốp màu theo yêu cầu của khách hàng nha. Đó chính là ví dụ như mà các bạn muốn ốp màu nào đó, các bạn chỉ cần gửi mẫu cho Liễu thôi là Liễu sẽ ốp màu theo cái mẫu mà các bạn đưa ra ha. Đây, bên nhau quan sát. Thì hiện tại là bên Liễu là màu Sachia màu đỏ nói chung á, thì bên Liễu hiện tại đang bán với giá là 58 triệu đồng. Các bạn có thể trả trước cho bên Liễu tầm 12 13 triệu trở lên, tùy vào khả năng của chúng ta là chúng ta có thể lên hồ sơ trả góp được rồi ha. Đây là ưu điểm của em này là như thế. Tiếp theo thì các bạn qua bên em này đi. Đây là em Sonic. Là dòng Sonic thì Liễu sẽ tư vấn qua dòng Sonic. Dòng Sonic có một ưu điểm rất là lớn, đó chính là máy móc của em này rất là mạnh, mã lực rất là mạnh. Mạnh nhất trong dòng Hyperbon. Tại vì mỗi em có một ưu điểm khác nhau mà. Và thiết kế cũng rất là gọn gàng. Nhìn thiết kế gọn gàng và kiểu như là nhìn rất là mới lạ đúng không các bạn? Cái mẫu thiết kế của ngoài bề ngoại hình của em này thì hầu như là được ưa chuộng hơn là những dòng xe khác. Đây. Và màu sắc của em này thì cũng rất là nhiều màu, và cũng như dòng Sachia thì bên Liễu cũng có độ màu theo yêu cầu của khách hàng. Thì hiện tại là bên Liễu vẫn còn Sonic, tại vì dạo gần đây là Sonic là bên Liễu là ít hàng. Hầu như là mấy cửa hàng tổng hợp đều là ít hàng lại rồi, tại vì do ảnh hưởng của dịch đó các bạn, nên là hàng nhập không có được. Thì hiện tại bên Liễu vẫn còn là chắc được tầm 5 em, còn 5 em nữa thôi ha. Thì hiện tại là em này bên Liễu đang bán với giá là 58 triệu đồng. Thì cái giá thì hơi cao hơn trước một xíu, bởi vì xe em này thì là nó có hải quan sẵn rồi nha các bạn. Là có đăng kiểm hải quan sẵn rồi, là cái lô hàng này về là có hải quan sẵn rồi, nên là khi chúng ta mua em này chúng ta không cần phải đợi làm biển số đâu, chỉ cần có biển số trong tháng cho chúng ta ha. Các bạn cũng như dòng Sachi thì các bạn chỉ cần trả trước cho bên Liễu tầm 12 tới 13 triệu là mình có thể lên hồ sơ trả góp được rồi ha. Tiếp theo Liễu sẽ hỗ trợ tư vấn chúng ta qua bên dòng Emma Rider này ha. Thì như chúng ta cũng được nhìn thấy rồi ha, Rider thì nó có ngoại hình hoàn toàn giống với lại Sachi, tại vì nó cũng ở hãng Suzuki. Sachi với Rider rất là giống nhau. Khác một cái đó chính là có cái đèn xi nhan này thì nhiều bạn không thích, bởi vì nó có cái thiết kế khá là rườm rà, có cái xi nhan ngoài này, có nhiều bạn không thích như thế. Nhưng mà nó có một ưu điểm khá là vượt trội, đó chính là đã được bảo hành trên toàn quốc. Tại vì đây là dòng xe của hãng Suzuki ở Việt Nam, nên là được bảo hành toàn quốc nha các bạn. Các bạn không giống như dòng xe nhập là bảo hành tại cửa hàng ha. Thì dòng Rider bên Liễu thì cũng có hỗ trợ là độ màu theo yêu cầu của các bạn. Được, thời gian trước thì không có, nhưng mà gần đây thì đã được, tức là bên Liễu đã bao được an ninh rồi á. Thì là chúng ta là có độ màu theo yêu cầu của khách hàng ha. Thì hiện tại là với em Rider dòng màu zin như thế này á, thì hiện tại bên Liễu đang bán với giá là 47 triệu 500 ngàn đồng. Và màu độ thì bán với giá là 49 triệu 500 ngàn đồng. Thì với cái số giá như vậy á, thì các bạn có thể trả trước cho bên Liễu tầm 10 triệu trả lên là mình có thể lên hồ sơ trả góp được rồi ha. Nhưng mà các bạn có khả năng hơn á, thì có thể trả trước cho bên Liễu tầm 50%, thì Liễu sẽ hỗ trợ các bạn làm gói cà phê gốc. Cái gói cà phê gốc này thì có hai lợi thế cho bạn. Cái thứ nhất đó là chúng ta sẽ được là gói lãi suất ưu đãi, vì lãi suất rất là thấp, có thể là bằng cái lãi suất chỉ bằng 50% của gói thường thôi. Và cái lợi thế thứ hai là chúng ta chỉ cần góp từ 2 tới 3 kỳ tùy ngân hàng là chúng ta được nhận cà phê gốc rồi ha. Thì cửa hàng của Liễu là ở siêu thị xe máy Hiếu Thành Phát, khu phố Phú Nghị, phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.
Nếu như mà các bạn không biết cửa hàng vật liệu ở đâu hoặc là khách ở xa tới mua xe từ cửa hàng vật liệu thì các bạn chỉ cần tới cổng số 1 của khu du lịch Đại Nam nha, hoặc là tới ngã tư Sở Sao, bên Liễu sẽ có hỗ trợ, có người ra đón các bạn về cửa hàng mua xe ha. Giờ những khách hàng ở xa lấy cửa hàng mà nói là liên hệ cho Liễu thì sẽ được Liễu hỗ trợ tiền xăng xe đi lại nha, tối thiểu là 300.000 tiền xăng xe. Chúc các bạn một ngày mới thật tràn đầy năng lượng và vui vẻ. Cảm ơn các bạn đã click vào video của Liễu. Nếu các bạn thấy video này hữu ích thì cho Liễu một like, một subscribe với ha. Thì các bạn muốn Liễu review thêm dòng xe nào nữa hoặc là có đóng góp gì đó thì inbox cho Liễu hoặc là comment bên dưới cho Liễu hay với ha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha.